Hello, xin chào anh em là Dương. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu và lên tay cho anh em một mẫu đồng hồ tới từ thương hiệu T-shirt. Đây là một chiếc đồng hồ mới 100% nên anh em vẫn có đó là đầy đủ hộp sổ thẻ đi kèm theo. Em sẽ bỏ hộp sổ sang một bên và giới thiệu luôn với anh em chiếc nhân vật chính của chúng ta. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là một chiếc T-shirt Lê Lóc với mã là T006 407 36 266 00. Một vài thông tin ở trên tab, nó chính là đồng hồ được làm bằng thép và mạ công nghệ PVD Diamond, độ chống nước 33 và cỗ máy automatic. Mặt đáy hồ thì có được màu trắng ngà, rất phù hợp với cái màu mạ Zero Gold ở các góc 3, 6, 9 và 12 giờ. Thì chúng ta sẽ có các cọc số là các cọc số 5 mã, 8 cọc số còn lại được đính bởi 8 viên kim cương với tổng trọng lượng là 0.04 carat. Ô lịch thì vẫn ở góc 3 giờ quen thuộc. Ở góc 12 giờ thì chúng ta sẽ có đó là thương hiệu T-shirt 1853. Ở dưới góc 6 giờ đó là dòng chữ Lelock Powermatic 80 và Sweet Mate ở cuối cùng. Mặt đeo của chiếc đồng hồ này được chia là 3 lòng rõ rệt. Lòng ngoài cùng tất nhiên là vẫn là các vạch chiếu phút rồi. Nằm ở giữa là một cái lòng trơn để lồi bật thêm cho anh em, đấy là các cọc số của chúng ta. Lòng ngoài lòng trong cùng được dập vân Goloche rất là đẹp. Bộ kim được trang bị là một bộ kim hình đá liễu với kim dây mạch. Bộ dây được trang bị trên chiếc đồng hồ này là một bộ dây da lông dập vân cá sấu và khóa chiếc này đây, một khóa gập với thương hiệu T-shirt ở trên khóa đây, hình chữ T. Ở phía sau thì chúng ta vẫn có một thiết kế lộ đáy với bộ máy Powermatic 80. Chúng ta sẽ có 23 chân kính, tần số dao động là 21.600 và thời gian tích cóp lên đến 80 tiếng. Một vài thông tin ở đằng sau anh em có thể thấy đấy chính là độ chống nước 33, kính sapphire. Đấy. Dòng Lelock. Ok. Thì với thiết kế là 39.3 mm thì nó phù hợp với anh em có cổ tay từ 15 đến 16.5 cm, nó chỉ mỏng tầm 10 mm thôi anh nhé anh em. Cổ tay em 16 cm nên tay cũng khá là đẹp. Hiện tại thì giá hãng nó đang rơi vào sấp xỉ 24 triệu, và giá em Dương Sân COV thì nó chỉ rơi vào khoảng độ chuẩn sắp tầm ngưỡng 17 triệu thôi, và vẫn bảo anh cho hành cho anh em là 25 và hỗ trợ bảo hành chọn đời sản phẩm. Anh em quan tâm có thể gọi điện cho em hoặc nhắn tin cho em, em sẽ tư vấn cụ thể thêm cho anh em. Ok, thì em xin phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.